Hello, Tùng Anh xin kính chào các bạn nhé. Hôm nay thì Tùng Anh sẽ thanh lý cho anh em mình một số những mặt hàng. Ở đây thì sẽ có một số mặt hàng tồn kho, giá rẻ, giá rất là rẻ cho anh em mình ha. Và có một số mặt hàng thì là bom từ bên TikTok về. Thì là Tùng Anh cũng sẽ sale thanh lý cho anh em mình. Nói chung là bên TikTok này thì hàng tất cả là đi là bọc rất là kỹ càng. Nhưng mà khách là bom về nên là Tùng Anh cũng sẽ thanh lý luôn ha. Thì đầu tiên là tụi anh sẽ thanh lý mẫu máy khoan. Hôm nay là lại về thêm cho anh em mình thêm hai ba bộ máy khoan này. Đấy, bán giá mới là 440.000, nhưng mà hàng bom về tụi anh sẽ thanh lý thân máy cho anh em mình là 370.000 một cái nhá. Đây thân Hukan 533 này. À, thân Hukan 522 các bác nhá. Đây, 522 CT. Nó sử dụng motor là motor 775 đầu 13 ni 20 cấp trượt 3 chức năng bán vít khoan và búa anh em nhé, hai tốc nhanh chậm bên này. Đấy, em lắp pin các bác xem. Thân này chân đi phổ thông. Các bác nào mà có pin thì mình mua thân máy nhé. Đầu 13 ly này. Có búa luôn, chế độ búa cực khỏe anh em nhé. Đấy. Đấy, búa đập rất là khỏe luôn ha. Đấy, 370.000 một thân. Đấy, xả nó cho anh em mình nhé, 370.000 ạ. Được, con này là 60 Newton anh em nhé. 60 Newton này. Đây cái mã số 2. Cũng là hàng bom, đây là con Hukan XC5 này. Đấy, XC5 hàng bom. Đấy, các bạn. Đóng đi là mới cứng luôn anh em ơi. Đây. Hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em mình cái sản phẩm này còn là 699.000 nhá. Hukan XC5 này. Con này là có duy nhất một con thôi. Là tôi anh sẽ thanh lý cho anh mình giá 699.000 này. Đây vẫn còn mới nguyên anh em nhé, phiếu bảo hành này. Chính hãng Hukan 6 tháng nhé, 24 phụ kiện chi tiết này, một cần nối này. Đấy. Hàng mới, hàng mẫu mới nên là nó sẽ có cái bao bì bọc thêm ha. Con này sử dụng pin trọc. Đấy. Rất là khỏe anh em nhé, có chế độ khoan này, đầu 10 ni, hai pin một sạc một máy kèm phụ kiện là 24 chi tiết, giá thanh lý cho anh em mình là 699.000 anh em nhé. Đấy, 699.000 thôi ạ. Rất là rẻ anh em nhé. Đây, bộ 24 chi tiết này. Đây, tiếp tục mã tiếp theo nhé. Sang mã tiếp theo. Mã số 3 này. Đây là con gì đây? À, máy khoan à. Máy khoan hút. Con này con Macan anh em ơi. Đấy. Khoan Macan này. Con này cũng bom. Các bác là cứ đặt hàng cho vui thôi. Không có ai nhận hàng hết. Đây, máy khoan Hukan, bộ vẫn mới nguyên, hai pin một sạc một máy, đóng đi như nào là về như thế ha. Con này giá nó là 1.450.000 này. Các bác nào lấy hôm nay em sale cho các bác giá 1.199.000 nhá. Hai pin một sạc một máy ạ. Ba chức năng bàn vít khoan và búa khoan tường ha, 20 tốc độ trượt. Pin 4.0 ampe. Nói chung là nó chỉ được 3.0 thôi. Nhưng mà nó in là 4.0. 21V các bác nhá. Hai cấp nhanh chậm này. Đấy. Hai pin một sạc một máy, giá nó là 1.199.000 anh em nhá. Đây giá thanh lý rồi, có tặng kèm anh mình cái tay cầm ha. Mình sẽ vặn vào đây. Đó. Đây là con máy nhá. Khoan Macan. Hàng này chín công trình đồ luôn các bác nhá. Rất là ngon, rất là rẻ luôn. Đấy. Còn đây là máy chuyên vít này. Đây chuyên vít này còn chưa bóc hộp luôn các bác. Thôi cái hàng này hàng mới này. Con này mới thì thôi em giữ lại nhá. Siêu giá rẻ cho anh mình thôi. Siêu một ít cho anh em mình nhá. Mã sản phẩm này là mã chuyên vít Hukan. Đây các bạn này. Tất cả những cái đơn hàng này đều có bill nhá các anh em nhé, chứ không phải là em đóng vào bóc ra đâu, làm đấy rất là phiền luôn. Đây chuyên vít Uka, mã sản phẩm nó là EC120BL. này, còn chưa bóc luôn. Bác nào lấy cái sản phẩm này thì là em sẽ thanh lý giá rẻ cho này. Bộ sản phẩm nó sẽ gồm có cho em là hai pin một sạc một thân máy
kèm phụ kiện, tất cả mũi đều mũi xịn anh em nhé. Đấy, phụ kiện này rất là nhiều món luôn. Đây là thân máy này, con này giá là 1,3 triệu, thì bác nào mà lấy con này em sẽ để anh mình giá 1,2 triệu nhé. Đó, nhỏ gọn, bắn tôn con này rất là sướng luôn anh em ơi. Đây, bắn tôn mình cắm mà có mũi phụ kiện hết cho anh em mình luôn rồi, 24 chi tiết mà. Lực 120 N anh em nhé, 2 pin 1 sạc 1 máy, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng. Giá cho anh em mình chỉ có là 1,2 triệu thôi. Hàng mới luôn anh em. Rồi, tiếp theo là máy cắt cỏ anh em nhé. Đây, cắt cỏ bên em bán hàng xịn luôn, hàng không than. Đó, bom cả cắt cỏ vậy luôn này. Xài luôn. Đấy, cắt cỏ không tha này các bạn này. Máy cắt cỏ động cơ không đổi than ha. Đây là thân máy này. Đó, rất là chắc chắn anh em nhé. Này mình có thể nối dài ra này, kèm thêm phụ kiện. Phụ kiện thì sẽ gồm có là đây em đổ ra này. Đấy, một lưỡi này, lưỡi cắt cỏ này. Một lưỡi này, lưỡi cắt gỗ này các bạn này. Đấy. Rồi là lưỡi cắt cỏ này, cỏ này cỏ voi anh cắt được ha. Thì là những cái lưỡi nhựa này mình để cắt cỏ tiếp này. Đấy. Đây là cái mâm ha. Mâm này. Cái chắn bảo vệ cho anh mình, động cơ không than em thử máy các bác xem nhé. Chân pin là phổ thông các bác. Đấy, thân máy này thì đang bán lẻ là 1 triệu này. Đấy, bác nào lấy em thanh lý cho anh mình 850 nhé. Động cơ không than ạ. À, rất là ok luôn, được chưa? 850.000 anh em ơi. Đó, một thân máy. Ngoài ra đây có gì nữa? Đây con này Hukan. Đây, cái mang nhìn cái build này cho anh em mình xem luôn build. Đấy, build hàng này, không phải bảo em ấy. Hukan này, Hukan X4 Pro các bạn nhé. Đây, hàng Hukan X4 Pro này. 330 N. Con này bộ nó sẽ nguyên bộ là 2 pin 1 sạc 1 thân máy anh em nhé. Con này hàng đẹp lắm các bạn. Dòng này dòng compact. Dòng này dòng compact này, nhỏ gọn. Lực 330 N, giá đang bán là 1,1 triệu. Đấy, hôm nay còn có con này bom về để thanh lý anh em mình giá 1 triệu nhá. Đấy, hàng đẹp chưa các bạn? Đấy, thanh lý anh em mình giá 1 triệu. Thân máy này, hai pin. Lực xiết là 330 N anh em nhé. Thanh lý cho anh em mình bộ này 1 triệu này. Bác nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm này mình có thể đặt hàng ha. Đấy, máy xiết bu lông 2 trong 1, các bác vừa bắn bu lông vừa bắn vít luôn. Rồi tiếp theo sang đây thì em sẽ thanh lý cho anh em mình một số con máy mài, tuồn kho, máy khoan này. Đấy, đầu tiên thì sẽ là máy khoan trước nhá. Đây con máy khoan HCC này, con này hơi lỗi thì là em sẽ thanh lý rẻ cho anh em mình về mình sửa lại. Con này là đang nghi là hết than thôi. Đây có óp cò các bác xem này. Đấy, máy rất khỏe nhưng mà nó kêu hơi to nhá. Thanh lý anh em mình con này 150.000 nhá. Đấy, 150.000 thôi ạ. Tiếp theo là con rồng bay này, con khoan này khoan 10 ni. Con này thanh lý anh mình giá 250 nhá.
250.000 con này các bác nhé. Công suất lên đến là 650W, tốc độ 2.800 vòng, 250.000 thôi. Đấy, các bạn nào mua thì ủng hộ em. Đảo chiều đầy đủ, có chỉnh tốc. Tiếp theo con P1 này. Con này thì cũng sẽ thanh lý anh mình giá 250.000. Các bạn đặt hàng ấy thì anh mình liên hệ cái số điện thoại ở phía dưới nhé. Những cái hàng này ấy là thanh lý rồi nên là nó sẽ chỉ có là thân máy thôi các bạn nhé. Đấy, chỉ có nguyên thân máy thôi, không có phụ kiện đâu ạ. Giá này là siêu rẻ luôn. Tiếp theo là một con khò này, khò nhiệt này. Đấy, khò nhiệt hơi cũ thì anh em lấy thì thanh lý cho anh em mình con khò nhiệt này 200. Bạn. Khò nhiệt mình chỉnh nhiệt độ đây nhá. Đó, các bạn cũng khò này xem. Đó, co hết anh em nhé, co hết rất là nóng luôn, khò rất là xịn nhá, 200.000 thôi ạ, rẻ như ve chai. Tiếp theo nữa này, máy mài power nhá, con này thanh lý anh em mình giá là 250.000 này. Đấy, 250.000 một con, cái này thì cũng sẽ chỉ có thân máy thôi. Đây em còn hai con cho anh em mình lựa chọn nhá. Tiếp theo là ở đây sẽ còn những cái đèn 4 inch này. Đèn 4 inch này là trước là em vẫn đang bán là giá là 200 260 á. Nhưng mà cái này là đợt này Hukan nó về rồi nên là thanh lý lại cho anh em mình của những cái cụ đèn này nhá. Đèn này đèn 4 inch này, em lắp pin vào các xem. Đấy, đèn hai chế độ sáng này, chế độ 1 này, chế độ 2 này. Đấy, bác nào lấy thì em thanh lý cho anh em mình giá là 160.000 cái đèn 4 inch này nhá. Đấy, 160.000. Đèn 4 inch. Ngoài ra là sẽ có thêm cái răng máy mài Dexton này. Đó, máy Dexton này nó bị rách vỏ. Thì bác nào lấy con này em thanh lý anh mình giá 450.000 nhá. Này. 450.000 con Dexton này. Đấy, hàng Dexton hàng chính hãng luôn, các bác yên tâm luôn về chất lượng nhá. Đây thì có thêm cái đèn đèn này đèn 5 inch ạ. Đèn 5 inch là 330.000 của Hukan. Đèn 5 inch rất là sáng. Có cổng sạc USB cho anh em mình nhá, 330.000. Rồi tiếp tục là ở trong kho thì còn một con máy chuyên vít Makita cũ này bận này. Đấy. Nói chung là con này thì nó là đời đầu ha. Và em sẽ thanh lý cho anh em mình giá không bảo hành luôn là 250.000. Đấy, 250.000 thân này, bác nào lấy thì báo em nhé. Thân chuyên vít Makita, các bác nhớ đọc rõ luôn nhé, không là đến lúc nào em không biết hàng gì mà gửi đâu. Rồi ở đây là có cái thân Hukan. Hukan 522 này, à Hukan 533 ngày xưa này. Đó. 533 ngày xưa nhá. Bố bây giờ là nó tem đúc rồi. Tem này ngày trước vẫn là dán giấy. Đấy thì mẫu này bác nào lấy thì em để anh mình giá 490.000 một thân. Đấy, 490.000 một thân là siêu rẻ luôn cho anh em mình. Rồi ở đây thì có thêm cái quả pin laser cho anh mình nhá, pin xịn luôn ạ. Pin này là pin 4 cell của Hukan, mã là NNS4077. Thì quả pin này có giá là 190.000 một cái. Chân pin này anh mình cắm vào quả máy cân bằng laser của mình là xài được thôi. Đó. Bác nào mà pin laser hỏng thì mình mua những quả này cực kỳ là chất lượng luôn nhá. Đấy, giá thành thì siêu rẻ. 190.000 một quả này thôi. Pin 4 cell nhá. Tiếp theo ở kho thì em còn một con máy đục bê tông này. Đây, ba chức năng luôn, bán vít khoan và búa cộng với cái hộp. Cái hộp nó không có quai ha. Đây, em sẽ lắp pin các bác xem này. Đó. Thân này thân khoan bê tông màu đen. Đấy, rất là khỏe anh em nhé. Bác nào lấy thì em thanh lý cho anh em mình giá là 690.000 thân nhé. 690.000 thân này. Bác nào lấy thì lấy ngay nhé. Tại vì giá này là siêu rẻ luôn rồi. Và có duy nhất một con thôi. Sang cái mã sản phẩm tiếp theo này. Hôm nay thì là em còn một ít hộp trong kho. Hộp thì này, hộp này là đựng máy của Hukan X1 anh em nhé. Đấy, hộp này bác nào lấy thì cứ 100.000 một cái này. Chắc chỉ còn 2-3 cái thôi. Hàng X1 ha, 100.000 một cái. Hộp đựng rất là chắc chắn luôn. Tiếp theo là anh em nào mà cần một thân máy bu lông loại khỏe anh em nhé. 650 N của Hukan chính hãng này. Bảo hành 6 tháng, cực khỏe anh em nhé. 650 N đây các bác mở xe bán tải, xe 7 chỗ thứ là cực kỳ là ok ha. Đấy, thậm chí là xe 8 tấn mà ok. Thì con này giá cho anh em mình là 1.150.000 thân máy các bác nhé. Mẫu tiếp theo cho anh thanh lý cho anh em mình là một con đục AMAX nhé. Đục này đục 14 ly này. Đó,
14 ly, tặng kèm hai mũi, một cái hộp mỡ này đó, cho anh em mình luôn. Thì con này em thanh lý cho các bác giá là con này bán thường thường là bán 1,2 triệu, 1,3 triệu ha. Hôm nay thanh lý cho anh em mình 990.000 nhá. Đấy, 990.000 loại Amac Dun này. Siêu rẻ luôn ạ, hàng chính hãng. Đấy, tiếp theo là con ca mắc này. Con ca mắc này thì là một máy khoan pin anh em nhé. Đây, máy bu lông pin. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là hai pin, một sạc, một thân máy kèm phụ kiện rất là nhiều như này. Giá đang bán trên thị trường em đang bán là 1,2 triệu. Đấy, tốc chỉnh này, 1, 2 này. Chân bi phổ thông các bác nhé, lực là 420 N. Giá 1,2 triệu thanh lý anh em mình còn có là 1,050.000 nha. Đấy, phụ kiện này, đồ khẩu khẩu là anh mình thấy ngon rồi ha. Đó, 1,050.000 thôi ạ, con này. Rồi tiếp theo cái mã này thì đây. Đây. Mã này thì chỉ còn có một pin, một sạc, một máy này. Đây, sạc pin. Đó, bu lông. Bác nào lấy em thanh lý cho anh em mình bộ này giá 650.000 nhá. Đấy, một pin, một sạc, một máy kèm hộp đựng. Bu lông 2.1 các bác bán tôn cũng được. Mà bán bu lông ok. Con này pin 10 cell. Tiếp theo con máy bu lông Hitachi, bộ nó sẽ gồm có hai pin, một sạc, một thân máy. Đó. Con này hiện tại đang là 1,9 triệu nhá anh em nhá. Đang bán 1,9 triệu. Lực siết con này là đấy, các bác làm việc máy khỏe chưa? Chỉnh ba tốc độ này, 1 này, 2, 3. Có đèn chiếu sáng đầu đặc, con này lực siết rất là lớn, 880 N. Bác nào lấy em thanh lý cho anh em mình giá đang từ 1,9 triệu xuống còn 1,4 triệu nhá. Đấy, 1,400.000 thôi ạ. Bộ sản phẩm là hai pin, một sạc, một máy như này. Ha, hộp đựng đẹp. Chắc chắn. Rồi, tiếp theo là con ca mắc nữa này. Đây, cái sản phẩm này là bộ là hai pin, một sạc, một máy. Động cơ là không than đầu 10 ni anh em nhé. Pin này là hết pin rồi. Cái này sạc là ok thôi. Đấy. Bác nào mà cần thì em sạc cho. Test cho không gửi ảnh qua Zalo nhé. Đấy, thì con này em sẽ thanh lý cho các bác giá là 750.000 nhé. 750.000 thôi ạ. Con này hiện tại đang 900, thanh lý anh em 750. Các bác xem hết cái video này còn nhiều sản phẩm lắm. Tiếp theo nữa này. Con máy King Pro anh em nhé. Đấy. Con King Pro này bị vỡ hộp này. Đấy, em bán rẻ cho anh mình. Con này hiện tại đang 2 triệu 9 ha, hai pin, một sạc, một máy. Sạc vứt đâu mất rồi. Pin là hai pin 15 cell. Lực siết của con này là 980 N anh em nhé. 980 N. Thì cái sản phẩm này em sẽ thanh lý cho anh em mình từ 2 triệu 9 xuống còn có 2 triệu 550 nghìn. Đấy, do vỡ hộp nên là em thanh lý duy nhất một con thôi. Được chưa? Anh em nào có nhu cầu đặt hàng ha. Rồi, ở đây là có con khoan Makita này. Đấy, khoan này nó cũng đây, đầy đủ phụ kiện như này, đầu 13 ni anh em nhé. Quay rõ vào. Đấy, con này em sẽ thanh lý cho anh em mình nốt giá là 370.000 ha. Hôm nay thì Tùng Anh sẽ thanh lý cho anh em mình một số những cái sản phẩm như vậy nhá. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng về cái sản phẩm gì, mình có thể liên hệ đến số điện thoại ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc anh em một ngày mới thật vui vẻ.